làm cưới. Bây giờ cuối cùng là ai xét ai? Dạ thời gian đầu là em bị đánh. Tháng sau này xét đánh, xét ai tình á. Vậy tởm lên. Trời ơi con chuột kìa mà nó đang chết. Em quen hết 10 người bạn của em đi, dẫn bạn này đi gặp á thì 10 người đều nói vậy vậy. Vậy mà nói là đây hướng ngoại. Hướng ngoại kỳ vậy. Hãy đến với Yêu Là Cưới vào lúc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV7.